Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đế chế ông Trần Đại Quang đang trỗi dậy, Liên minh Tây Ba của Trần Quốc Tỏ từng bước được củng cố. Như tờ Thời báo.de đã cho biết, thế lực Ninh Bình đang dẫn đầu bởi gia tộc Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang trước đây đã bước chân vào tứ trụ, nhưng trụ không được bao lâu thì thiệt mạng, hết sức bí ẩn. Và chiếc ghế chủ tịch nước lại rơi vào tay ông Tổng Trọng. Từ sau khi Trần Đại Quang mất một thời gian, cánh Ninh Bình đang đặt trách nhiệm hồi sinh lên vai ông Trần Quốc Tỏ. Gia tộc Trần Đại Quang có 4 anh em bao gồm ông Trần Đại Vinh, Trần Đại Quang, Trần Quốc Sáng và Trần Quốc Tỏ. Ông Trần Đại Vinh thì đã già và đang sống an nhàn. Trần Đại Quang thì lên vị trí cao nhất là chức chủ tịch nước nhưng chỉ ngồi được hơn 2 năm rồi mất mạng bí hiểm. Trần Quốc Sáng cũng làm đến cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhưng rồi ông Sáng cũng rời chức từ tháng 4 năm 2019 nên không thể gánh vác được trách nhiệm gia tộc Trần Đại Quang. Còn lại Trần Quốc Tỏ có tố chất chính trị giống như anh trai Trần Đại Quang nhất. Hiện nay trách nhiệm hồi sinh sức mạnh chính trị cho gia tộc được đặt lên vai Trần Quốc Tỏ. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ đang nhắm vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị và chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an nơi ông Tô Lâm đang ngồi. Không biết ông Trần Quốc Tỏ có quân sư hay bản thân ông có tố chất làm chính trị tốt hay không. Tuy nhiên liên minh mà ông kết nối đang phát triển rất mạnh. Ông Nguyễn Hòa Bình đang chờ Bộ Chính trị xử lý ông Đinh Tiến Dũng xong là tiến vào ghế cao nhất của thành phố Hà Nội. Vị trí được cho là ứng viên cho vị trí tứ trụ trong nhiệm kỳ sau. Chưa hết, nếu Bộ Chính trị xử lý khai trừ ông Đinh Tiến Dũng khỏi Bộ Chính trị, thì Bộ Chính trị sẽ có một chiếc ghế trống. Chiếc ghế đó sẽ được Ban Bí thư đề nghị ông Nguyễn Trọng Nghĩa là trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chám vào. Như vậy, nếu không có gì cản trở, thì Bộ Ba Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Còn Trần Quốc Tỏ thì đợi khoảng 3 năm sau sẽ lấy nốt luôn Ủy viên Bộ Chính trị thì xem như gia tộc Trần Đại Quang sẽ hồi sinh. Trần Quốc Tỏ được cho rằng đang có liên minh tốt, ngoài việc lấy lại chức Bộ trưởng Bộ Công an cho gia tộc, ông Trần Quốc Tỏ còn có nhiệm vụ giúp con trai Trần Đại Quang tiến thân nữa. Hiện nay con trai ông Trần Đại Quang là Trần Quân đang là Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Đây là một vị trí hết sức màu mỡ. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang chết bí ẩn để lại trách nhiệm của gia tộc cho em trai và con trai. Khác với ông chú Trần Quốc Tỏ, Trần Quân, con trai ông Trần Đại Quang trước đây được người cha nổi tiếng định hướng vào ngành tài chính ngân hàng. Trần Quân phát triển rất nhanh trong ngành này bởi cậu ta là hạt giống đỏ, con trai cựu chủ tịch nước. Trần Quân sinh năm 1983, quê Ninh Bình, có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ khoa học và có khả năng về ngoại ngữ khá tốt. Quân từng làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là Vietcombank trước khi chuyển sang công tác tại Bộ Tài chính. Tại Bộ Tài chính, Trần Quân giữ các chức vụ như Phó trưởng phòng thuộc Cục Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Tài chính Công tại Việt Nam, Trưởng phòng Thư ký Bộ trưởng, Phó chánh văn phòng, Quyền chánh văn phòng, rồi chánh văn phòng Bộ Tài chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh Trần Quân, con trai ông Trần Đại Quang, đang nhắm vào chức Ủy viên Trung ương Đảng trong thời gian tới. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, Trần Quân từ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chánh văn phòng Bộ Tài chính đã nắm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Một vị trí rất triển vọng để nhảy vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi sau đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Tổng Trọng thì đã quá già, sắp rút trong vài 3 năm tới. Ông Chủ tịch nước thì cũng giữ chức Chủ tịch nước không lâu. Khi hai ghế này rút đi, tạo hiệu ứng chám chỗ và cứ như thế, từ dưới chám lên trên. Trần Quân cũng nhờ thế mà tiến thân tương tự các hạt giống đỏ khác. Sau 3 năm nữa, nếu Trần Quốc Tỏ nắm được Bộ Công an thì Trần Quân có thể sẽ vào Ủy viên Trung ương Đảng. Gia tộc Trần Đại Quang đang rất trông đợi vào hai nhân vật này, đấy là Trần Quốc Tỏ và Trần Quân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sắp có tin vui. Nhưng cẩn thận,
ông Tổng sẽ phá. Hiện tại Nguyễn Thanh Nghị đang là bộ trưởng dám làm, dám đấu nhất trong chính phủ của Việt Nam. Không những đấu với chính quyền Hà Nội mà đấu luôn cả với thế lực tài chính, tiền tệ. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thanh Nghị mạnh dạn đến như thế. Trong chính phủ, Nghị đang được ủng hộ rất lớn bởi ông Thủ tướng. Ngoài ra, bên ban bí thư cũng có người đã lên tiếng ủng hộ Nghị. Đấy là dấu hiệu rất tốt. Còn con gái ông Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, tuy là khép kín hơn từ khi ông Nguyễn Tân Dũng về hưu, cha cô đã không còn quyền lực nữa. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đánh giá, Nguyễn Thanh Phượng đang là người phụ nữ quyền lực bất nhất trong giới tài chính Đông Nam Á. Thực hư như thế nào thì chưa rõ lắm, vì bà Nguyễn Thanh Phượng rất kín tiếng. Tuy nhiên, chồng bà Phượng cũng là một cá nhân có tiếng trong ngành tài chính, quốc tịch Mỹ, nên rất có thể đây là thông tin có cơ sở. Đây là hình ảnh kế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chỗ trống. Còn lại là con út Nguyễn Minh Chiết thì hiện nay ra sao là điều mà dư luận đang đặt ra. Về Nguyễn Minh Chiết thì đang có cơ hội lớn để đảm nhận nhân vật số 1 trong các bí thư Trung ương Đoàn. Được biết, trong Trung ương Đoàn có tổng cộng một số bí thư thứ nhất là người có chức vụ cao nhất với cấp hàm là Ủy viên Trung ương Đảng. Sau đó là 6 bí thư, trong đó có bí thư thường trực Bùi Quang Huy, còn lại 5 bí thư khác là Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào ngày 23 tháng 7, Bộ Chính trị đã phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Như vậy là tại Trung ương Đoàn, ghế bí thư thứ nhất mới vừa trống xong. Đây chính là cơ hội lớn cho Nguyễn Minh Chiết nhảy vào, chám vào chỗ này. Bất kỳ ai lên được chiếc ghế bí thư thứ nhất đều chắc một suất trong Trung ương Đảng, sẽ là Ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm thì ngang bằng với Bộ trưởng hoặc Bí thư tỉnh ủy một tỉnh. Cũng có tin cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho Nguyễn Minh Chiết chám vào chiếc ghế Nguyễn Tuấn Anh để lại. Về cơ hội thì bí thư thường trực Trung ương Đoàn có cơ hội lớn hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Chiết đang có lợi thế là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Có tin cũng cho hay cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề thua Bùi Quang Hy chút nào. Đây là hình ảnh dường như ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho con trai vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Thực ra, các bí thư Trung ương Đoàn đều là hạt giống đỏ cả. Không ai là con thường dân, nên họ cũng sẽ có thế lực hậu thuẫn, chứ không phải là không có. Tuy nhiên, trong 6 bí thư Trung ương Đoàn, lại không ai có gia thế khủng như Nguyễn Minh Chiết. Chính yếu tố này mà người ta đánh giá cao cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề kém cạnh so với cơ hội của thường trực bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Hậu trường chính trị rất phức tạp. Nếu ông bà Dũng đưa được con út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thì tất nhiên ông Tổng sẽ thấy gia tộc Nguyễn Tấn Dũng nổi dậy mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến ông Tổng lo ngại. Tuy nhiên, nếu gia tộc Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy thật, thì cũng không đe dọa được vị thế của ông Tổng hôm nay, bởi vì ông Tổng đã quá già, sẽ về vườn trong nay mai mà thôi. Tuy nhiên, thế lực Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy sẽ uy hiếp thế lực mà ông Tổng đang dày công xây dựng. Đây là hình ảnh liệu Nguyễn Minh Chiết có lên chức hay không. Cuộc đời ba Dũng không ngán bất kỳ ai, chỉ ngán ông Tổng mà thôi. Vậy nên việc điều động đưa con trai út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chỉ ngăn cản khi ông Tổng ra tay. Còn nếu không có bàn tay ông Tổng thì việc lấy chiếc ghế đứng đầu Trung ương Đoàn là trong tầm tay của ông ba Dũng. Tất cả đều đang đấu nhau rất quyết liệt, chưa biết ngã ngũ như thế nào. Hiện nay chưa thấy bàn tay ông Tổng nhúng vào cuộc chạy đua này. Đấy là thuận lợi cho nhà bà Dũng. Tuy nhiên, người Việt Nam có câu 30 chưa phải là Tết. Biết đâu vào phút chót, ông Tổng lại cho ban bí thư can thiệp vào nhân sự của Trung ương Đoàn với ý định chặn đà tiến của Nguyễn Minh Chiết, thì lúc đó ông bà Dũng lại gặp khó. Chưa biết kết quả như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp đấu tiếp theo.